Dạ vâng, Hoàng Tuấn Audio xin mến chào các bác. Đầu xuân năm mới em xin chúc các bác gọi là an khang thịnh vượng, gọi là sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài gấp 5 gấp 10 năm ngoái. Thì hôm nay là cũng mùng 6 Tết rồi, vào 27 dương lịch tháng 1 thì bên vận chuyển đã hoạt động lại. Thì em Tuấn lại tiếp tục lên video giới thiệu với các bác những bộ dàn mini Nhật nha các bác nhé. Trong thời gian qua các bác hỏi rất là nhiều, 6 bộ nha các bác. Đấy, rồi em xin quay chi tiết và báo giá cụ thể. Dạ vâng, mã số 1 là một em mini mang thương hiệu Aiwa nha các bác nhé. Đấy, em này có mã là FD5. Đấy, mặt là mặt phay phay nhôm. Loa thì rất là đẹp, rất là hầm hố nha các bác nhé. Đây, em xin quay căng. E quang thì còn rất là đẹp, em còn chưa vệ sinh. Hàng mới khui nha các bác, mới hoạt động lại thôi. Loa còn rất là đẹp, loa rất là gấu. Các bác nhìn quả mũi rất là lớn nhá. Đấy, ai qua. Loa em này là loa vân gỗ nha các bác. Loa vân gỗ, đằng sau cũng là vân gỗ dán luôn. Đây, Magin Japan Tokyo này. Loa còn khá là đẹp. Đấy, các bác rất là thích cái dòng mini này, để trong phòng ngủ nghe tí tách rất là hay nha các bác nhé. Đấy, loa vân gỗ. Em này là về trong tình trạng là CD ok, nghe nhạc điện thoại TV ok. Đấy, cassette với cả cassette thì nó chạy nhưng mà nó bị rối băng nha các bác nhé. Các bác về có thể vệ sinh lại để nghe, còn không thì mình nghe CD điện thoại cũng được. Đấy, em này là hàng nội địa nên sử dụng điện 100V nha các bác. Rồi em xin tiếp một đoạn nhạc CD. Bài đây cho các bác nhé. Đấy, mắt em này đọc rất là tốt luôn. Đấy, CD ok nha các bác, nghe nhạc điện thoại TV này, ấn vào chữ AUX này giúp em. Vâng, rất hay phải không các bác? Đấy, nghe tí tách rất là ok luôn. Đấy, rồi em xin báo giá luôn. Em Aiwa, mã số 1, đấy, giá khai xuân nha các bác nhé. 900.000 đồng thôi, đấy, giá cực kỳ là hấp dẫn luôn. Mã số 1, 900.000 đồng. Rồi em xin sang mã số 2. Dạ vâng, mã số 2 tiếp tục là một em mini. Đấy, em này mang thương hiệu Victor nha các bác nhé. Đấy, mang thương hiệu Victor, em này có mã là gì đây? Z7MD nha các bác nhé. Đấy, đèn này nhấp nháy đổi màu này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, đây là e căng của em nó đây. Em vẫn còn chưa vệ sinh nha các bác. Còn zin nguyên bản. Hàng của bên em là bán tất cả còn zin nguyên bản luôn. Còn rất là đẹp nhé. Các bác về có thể giật qua là đẹp như ngọc trinh luôn. Đấy, loa. Loa em này loa vân gỗ nha các bác nhé. Loa này còn rất là đẹp. Đấy, công suất là 35W 4 ohm. Loa thấy không? Vuông thành sát cạnh này. Đó, em quay loa bên này luôn nha các bác. Loa vân gỗ.
Em này thì bass rất là sâu nhá. À, em này gọi là Epic to trượt mặt. Đấy. Đây. Khi mình mở CD nó sẽ trượt trượt xuống. Đấy. Còn mở MD thì nó sẽ trượt lên này. Đấy. Mình sẽ đây là có cái học MD nhá các bác nhá. Em này là về trong tình trạng là CD ok, nghe nhạc điện thoại TV ok. Đấy, cassette thì lâu ngày không chạy rồi nhá các bác. À. Đặc biệt là cái em này về trên đường vận chuyển là thì có bị cấn, nó bị lứt nha các bác nhé. Đây các bác nhìn nó bị cấn ở đây này. Đấy, có lứt nhẹ một chút này. Đấy, rất là mới luôn mà nó bị. Đấy, rất là mới nhưng mà bị cấn nhẹ một chút nha các bác. Đấy, em đã quay chi tiết để các bác biết về em này rồi. Rồi em xin test một đoạn nhạc CD. Mắt đọc rất là tốt nha các bác. Đấy. Rồi CD ok này. MD ok luôn nha các bác. Em xin mở điện thoại TV. Giờ TV các bác bấm vào đây cho em này. Tiếng rất là bay bổng nha các bác nhé. Đấy. Em này mà về đẹp này, nó không bị lứt là thì em bán giá 1,2 triệu. Nhưng mà hôm nay em khui ra thì nó có bị cấn nhẹ nhá. Nhưng mà tất cả vẫn là chạy ok nha các bác. Đấy. CD ok, MD ok, nghe nhạc điện thoại TV ok. Đấy. Cassette thì lâu ngày không đọc. Đấy. Nó còn rất là mới luôn nhưng mà không hiểu tại sao nó không chạy. Đấy. Em xả giá đầu xuân cho các bác luôn. Em Victor Maso 2 có mức giá 850.000 nha các bác nhé. Chỉ có 850.000 thôi. Đấy, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Rồi em xin sang mã số 3. À, dạ vâng, mã số 3 là một em mà GVC như các bác nhé. Em GVC UX2000. Đấy, em này em về em lên video rất là nhiều rồi. Đấy, em đã mua được một lô hơn 70 bộ nha các bác nhé. Nên các bác yên tâm, em này em còn rất là nhiều luôn. Đấy, bán rất là nhiều và được rất là nhiều lời khen. Em này GVC UX2000. Loa vân gỗ nha các bác nhé. Đấy. Vân gỗ, râu quặp, loa toàn giải luôn. Em này có tiếng rất là trong trẻo. Thật, rất là thật nha các bác. Đấy, loa còn rất là đẹp luôn. Đây, loa vân gỗ là nhìn sang cho các bác. Đấy, rồi xin mở luôn bên này luôn. Đây, đây là chiếc khiển học nha các bác nhé. Khi các bác mua hàng em sẽ tặng các bác chiếc khiển học để các bác có thể dễ thao tác luôn. Made in Japan. Em này là hàng xuất Âu, nên sử dụng điện 220 nhé các bác nhé. Điện từ 110 đến 220. Đấy, đây căng. Rồi, em xin tiếp một đoạn nhạc CD. Em này có thể chỉnh bắt chép trực tiếp trên máy nhé các bác nhé. À, chỉnh trên điều khiển nhé. Tiếng rất là bén luôn. UX2000 nha các bạn. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Vui tuyệt vời, mặt trời soi
một kiếp dòng trời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đâu nào gọi. CD ok cho con nha, tiếng rất là hay, rất là bén luôn. Đấy, em nghe nhạc điện thoại TV này. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp sáng như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Đấy, em này em bán trên video rất là nhiều rồi. Đấy, em lúc trước là em bán 2.500.000 đồng. Đấy, hôm nay đầu xuân năm mới nhá, em giảm giá luôn. Đấy, giảm giá cho các bác là mà chuyển khoản đủ nha các bác. Đấy, với các ông mua hàng thì vui lòng cọc với em 30%. Đấy, chuyển khoản đủ em sẽ bao ship, mà giảm 100.000 là còn chỉ có 2.4 triệu thôi nhá. Bình thường là em bán 2.5 triệu, nhưng mà đặc biệt hôm nay ngày khai xuân là chỉ bán mức giá 2.400.000 đồng. Đấy, sử dụng điện là 220. Rồi em tiếp tục sang mã số 4. Dạ vâng, mã số 4 là một em Sony cao cấp nha các bác nhé. Em này có mã là SD1. Đấy, 2 thớt nha các bác. Đấy, thớt CD, thớt MD. Đấy, rất là gấu luôn, rất là lặng nha các bác. Em này cực kỳ là lặng luôn. Quả loa rất là đẹp nha. Quả loa thì thiết kế châu Âu, mặt rất là ngầu luôn. Đấy, bát vải màu vàng rất là sang. Chép thì là thụt lại bên trong, nhìn rất là hầm hố nha các bác nhé. Đấy, nhìn tổng thể này. Đặc biệt này, khi các bác đấy, mở cái lắp kiếng ra thì đèn đây nó sẽ tự sáng nhá. Mở lắp kiếng ra đấy, thì đèn nó sáng, mình mới điều chỉnh được. Đấy, đẩy vào rất là sang luôn. Đấy, loa cũng rất là lặng luôn. Đây, cái cam của em nói đây, Sony về còn nguyên bụi này. Đấy, nhìn rất là gấu luôn. Em này cực kỳ lặng luôn nha các bác. Tiếng thì ok, tiếng rất là hay luôn. Em này là Made in Taiwan này, sản xuất ở tại Đài Loan nha các bác nhé. Đấy, chạm loa rất là gấu luôn. Đấy, qua bên này. Cái căng gì có một hai lỗ như. Loa cũng còn rất là đẹp nha các bác. Đấy, chạm loa lỗ thông hơi sáng bóng luôn này. Sony nha các bác nha. Em này chất âm thì cực kỳ là hay. Đấy, em này bass rất là bass sâu, tiếng sáng. Rồi em xin test một đoạn nha. Đấy. Đâu rồi, bật nguồn lên này. Đấy, em thêm một đoạn nhạc điện thoại TV. Đừng khóc nữa khi con tim không còn xanh. Màu vàng nữa. Đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh xa nơi em đang trông nhớ. Tiếng rất là sáng luôn, bass rất là hay nha các bác nhé. Em thử một đoạn nhạc MD này. Đó, chuyển sang MD này. Đẩy vào, đẩy kiếng vào. Đây là bằng kiếng nha các bác nhé. Gọi về, gọi
trắng đêm khuya. Đấy, tiếng rất là hay luôn. Đấy, bên ngoài rìa này, volume này có miếng vàng rất là đẹp luôn này các bác. Đấy, đây đây là vết băng keo nha các bác nhá. Đấy, còn chưa vệ sinh này, vệ sinh còn dính ở đây này. Rồi em sẽ vệ sinh kỹ lại nha các bác. Đấy, CD ok luôn. CD CD các bác. Đấy, ok nha các bác nhá. Rồi em xin báo giá luôn. Em Sony SD1 này có mức giá 3.200.000 đồng nha các bác nhé. Em này cực kỳ hiếm trên thị trường Việt Nam luôn. Tiếng thì cực kỳ hay luôn. 3.200.000 đồng. Rồi em sang mã số 5. Dạ vâng, mã số 5 là một em Tech nha các bác nhé. Em này là em Tech có mã là Micro MC228DV nha các bác nhá. Em này là hai thớt, đấy, DVD với cả thớt âm ni. Đấy, đây. Loa này thì về trong tình trạng là không bê căng nha các bác nhá. Có thể bác có thể để đứng hoặc để làm này cũng được nhá. Đấy, để làm này cũng ok. Rồi, em để làm luôn. Để làm cho nó đúng cái tên của nó luôn này. Để làm thì chữ Tech này sẽ đúng luôn. Đấy, bác có thể để đứng hoặc để làm. Đây, mặt sau của em nói đây, loa còn rất là đẹp nha các bác nhé. Em này là hàng xuất châu Âu nha các bác. Hàng xuất châu Âu nên là sử dụng điện 220. Cái em này là chắc là ở nơi khí hậu nó bị ẩm thấp hay sao á. Những cái con ốc này nó đã bị hoen rỉ nha các bác nhé. Đấy, em quay chi tiết để các bác hình dung được em nói này. Đây, mặt sau đây nó giặt xài dây cáp nha các bác. Những con ốc, một vài con ốc này là bị hoen rỉ. Đấy, tùy khu vực có thể em này nó được ở gần biển hoặc là chỗ khí hậu ẩm thấp á, thì nó có thể bị rỉ mấy con ốc. Đấy, còn đặc biệt thì ngoài những con ốc ra thì nó còn rất là mới luôn. Đó, như mặt sau này. Đấy, em này thì chất âm cực kỳ là hay. Tech mà thương hiệu rất là nổi tiếng nhá. Đêm nay nó là bao ngày xa cách, mà lời nguyện còn vang vang đâu đây. Trăng đầy trong khóe mắt long lanh, anh khẽ bảo sầu mà chi em lúc non sông cần trái. Mà chi em mãi anh về trong nắng CD ok nhé các bác nhé. Em sang nghe nhạc điện thoại TV. Em xin báo giá luôn.
em tích hai thớt với mấy cái loa bát lõm này, rất là đẹp luôn nha các bác. Đấy, hàng xuất Âu nên sử dụng điện 220, CD ok, đấy, nghe nhạc điện thoại TV ok. Em này có mức giá 2.200.000 đồng nha các bác nhé. Rồi em tiếp tục sang mã số 6. Dạ vâng, mã số 6 là một em Kenwood thần thánh nha các bác nhé. Em này rất là gấu luôn, rất là hầm hồ. Đấy, như các bác thấy thì em nó có một chiếc đầu CD kiêm âm ly. Đấy, với cả một cặp loa rất là hầm hố nha các bác nhé. Đây, đây là loa bát lõm. Đấy, chép cũng lõm luôn. Đặc biệt là mặt tiền của em nó được được ốp một miếng gỗ dày nhá, một miếng gỗ rất là dày luôn. Em loa này rất là nặng nha các bác. Nhìn rất là độc lạ luôn. Đây, đây là e-cang của em nó đây. E-cang còn rất là mới luôn các bác nhé. Đấy, nhìn thấy không? Rất là sang. Lặng lắm. Đấy. Em này rất là lặng luôn nha các bác. Đây này. Đấy, Mark in China. Đấy, em này là được đời cao nhá. Đời cao thì được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà công nghệ của Nhật. Đấy, em này chạm loa là chạm loa xoáy nha các bác, rất là chắc chắn luôn. Đấy, đây gồ lên này. Đấy, tạo điểm nhấn của chiếc loa. Em này thì chất âm cực kỳ hay. Em này rất là hiếm có nhá. Đấy, em bán biết bao lâu rồi thì mới có, là em này em thứ hai. Đấy, loa của này rất là đẹp luôn. Em này lặng lắm các bác. À, em này có thể các bác có thể để đứng này được cũng được nhé, hoặc có thể để làm này cũng ok luôn. Đấy, đây đây là để làm, để làm thì chiếc màn hình nó sẽ làm như vậy. Đấy, còn để đứng thì chiếc màn hình nó sẽ tự xoay đứng này. Đấy, em xin quay mặt xong. Đấy, các bác thấy không, em này còn rất là mới luôn, chạm loa xoáy đây. Em này có cổng USB máy tính nhé, cái loại máy tính giải mã 32 bit nhé. Đấy, giải mã từ máy tính qua. Đây là cổng optical out. Rồi. Đấy, em để như thế này cho đầu gấu luôn. Đấy, em nhìn cái quả màu xanh phối hợp với màu màu cam rất là sang nha các bác. Đấy, em thì bỏ tép một đoạn nhạc CD nha các bác nhé. Nhìn sang chưa? Tiếng bass em này cực kỳ hay. Play, play CD. Bass rất là lực như các bác. Các bác thấy không? Tiếng bass rất là sâu luôn, rất là hay, rất là độc lạ nhá. Rồi, em xin báo giá luôn. Em Kenwood này có mức giá 2.500.000 đồng nha các bác nhá. Cực kỳ hiếm, cực kỳ độc, cực kỳ đẹp luôn. Em này sử dụng điện 110 nha các bác nhá, 110. Rồi, bác nào yêu từ mã 1 đến mã 6 thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0967874679 để em tư vấn thêm. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Hẹn các bác ở clip sau.